Chào thơ quan, chào tất cả Chào mọi bố cầm. người ở dưới diễn đàn thơ quan. Thì những cái thước phim con đưa ra thì nó chứng tỏ cho tất cả mọi người hiểu rằng những cái nguồn tin của phương Tây mà khi họ muốn xâm lăng một đất nước nào đó mà để làm một cái chuyện gì, chẳng như là lấy tài nguyên hoặc là có những cái chuyện gì, nói vấn đề chính trị hoặc là vấn đề đồng tiền hay là cái gì dầu mỏ hay gì đó, thì họ sẽ có chụp vào đó một cái lý do thôi. Cái chuyện đó cũng đã rõ ràng trước mắt là mình cũng không bàn cãi nữa. Bố thì nói một cái điều là mấy lúc gần đây á, thì cái phong trào mà coi như những đám dân chủ mà vừa đám dân chủ đám phản động bên này, bên gặp coi như theo cờ vàng đó, thì họ họ đưa ra những cái buồn cười, đưa ra những cái mà gọi là lật đổ chế độ của nhà nước Việt Nam mình hiện giờ hiện thời á, mà nó rất là buồn cười. Tôi cho mình coi một cái, tôi cho một coi tôi cho mình coi cái này chút xíu rồi ở đây nó mình nghe nghe. Chào anh Vậy Hồng Quý tại Lý, chào anh Trường sao Giang. mà cho mình hết buồn không? Mình đang bị buồn mà bây giờ muốn hết Ồ. buồn không? Mình muốn hết buồn thì mình đừng có buồn, đúng không? Thì mình phải vui lên. Mà mình muốn vui thì mình đừng có buồn, tại vì lúc mình buồn mình sẽ không có vui. Cái nguyên nhân là ở cái chỗ mà tại mình buồn, và thành ra cái lúc mình buồn mình sẽ không vui. Thành ra vì vậy muốn không buồn, tại vì cái lúc mình vui mình sẽ không có buồn. Thành ra không có ai mà đang vui mà buồn bao giờ hết. Thành ra là muốn Rồi không được buồn bố, thì thằng Sàm này đưa nó lên rồi không không bẩn không màn không hình không phải cái khác. bởi vì cái lúc mình buồn mình sẽ không vui, y chang vậy đó. Biết tại sao mà cho mình hết buồn? Cái này á là cái ý bố đưa lên đó, con thấy đó là hình như là nó hút cỏ Mỹ nhiều quá cho nên nó có những cái mà hình như là mình không Ngáo thể hả? mình ngáo ở đó. Thì những lúc gần đây thì ở bên cái gì cái diễn đàn của cái đám bên này cũng có nhiều, nó cũng có những thành phần giống y chang như vậy, không khác gì cả. Bố không biết tên nhưng mà cũng có điều có một cái diễn đàn có một anh chàng đầu trọc ở bên Pháp, rồi thất nghiệp rồi xong rồi cái nhà chăm baby sit cho người ta sao đó, lại hay là giữ giữ em mướn hay gì ta cũng không rành lắm, nhưng mà có điều là đang thất nghiệp bởi vì anh chàng này mở live suốt ngày. Có nghĩa là không mới mở live như tao gì tao phải tranh Đúng rồi. thủ tao lên rồi, xong rồi có một anh chàng rồi cái Tùng Lê thì bị vợ bỏ rồi, tất cả những người là làm neo hoặc là những người đại khái, những người mà trong cộng chẳng hạn như có tiếng như là Bích Trang hay gì đại khái gì đó, toàn là những cái người mà tiến sĩ sao Hỏa, ta đặt tên là tiến sĩ sao Hỏa đủ, tại tưởng tượng sao Hỏa mà đang bàn kế hoạch rồi giải rất là khai dân trí rồi cho Việt Nam này. Tao buồn cười với tao nói đó, thì những thành phần đó nó y chang Chào như cái thằng này cũng không khác gì cả. Và tao nói cho mày nghe, nó buồn cười đến nỗi mà nó thối không chịu được, có nghĩa là ngồi rô bàn tán rôm rã rồi phải làm cái này làm cái kia mà toàn là vỏ mồm không, bà toàn là những cái chuyện rất lý luận, hãy đưa ra những cái mà rất là buồn cười. Rồi nó nói là ngày xưa chế độ cũ là nhân văn này kia, đạo đức này kia, đủ thứ buồn cười. Nó nói xong nó nói suông suông anh ngồi, ta ngồi ta cười ngất. Rồi hầu như tụi này nó dốt đặc biệt này lịch sử, nó không hiểu bất cứ một cái lịch sử gì cả, và hầu như nó không hiểu được lịch sử Việt Nam, nói chung là nguồn gốc Việt Nam nội một cái từ nó không á, mà nó nói là miền Bắc nội chiến xâm chiếm miền Nam là ta thấy ta ghét rồi đủ má. Nó chỉ yêu, nó yêu nước, nó kêu nó yêu nước Việt Nam, nó yêu con nhau Việt Nam, mà nó chỉ yêu có phần nửa thôi à, nó yêu từ miền Nam thôi chứ không yêu miền Bắc. Ai đù mà vậy thì đù quá đồ, cái từ đó không là thấy nó là ghét rồi. Có nghĩa là gì, nó định nghĩa cái chữ Việt Nam thế nào, cái đất nước Việt Nam nó hình con hình cái gì nó cũng không biết luôn, mà nó đòi yêu, mà nó buồn cười lắm, rồi nó ca tụng này kia kêu Việt Nam Cộng Hòa cũng quyết vậy trời, trời rồi nó nói Việt Nam hồi nhân văn đạo đức tùm lum tùm la, tôi buồn cười quá mà thôi bởi vậy. Cái thằng cái đám đó đó nó không khác gì cái thằng mà tao mới cho mày coi cái thằng gì, thằng này là tên gì, thằng Trung Quốc Quy, Dù quý mà thấy nó ngáo cỡ đó không?
đủ má, tại mình không muốn buồn là mình phải vui. Đồ quá nó đi đi khùng khùng, nó ngáo, nó hút cỏ Mỹ vậy đó, nó y chang thằng này thôi, nó không khác gì cả. Ý tôi bố lên nói vậy. Và những cái buồn cười, và những cái like như vậy nó mở rất là lâu, 4-5 tiếng đồng hồ, tao nghe tao kêu có 2-3 giờ là tiếng tao ngáo rồi. À, ngày hôm qua hôm kia về tao mới thấy thằng ai ở Việt vô chập quê chập ảnh rồi, mà ảnh chửi sùm lên có nghĩa là hầu như những người này còn rất là ngon non trẻ. Mình bố nói thẳng là đám con đứa danh, bởi vì chẳng có đứa nào mà sống qua trước cái thời kỳ 1975 cả, mà đi xuyên suốt cuộc chiều dài lịch sử của đất nước mình, đã tham gia việc mà chiến tranh Việt Nam mình các cái, họ không biết mẹ thế rồi, toàn là sinh sau đẻ muộn không, khoảng 30-40 tuổi, không có con nào lớn hơn trên 50 tuổi cả, 47 gọi đó thôi. Thì tôi hỏi mày, giải phóng năm nay là 47 năm, thì tụi này nghĩ ra lúc mà khi mà 34 thì tụi này chưa có ra đời chăng nữa, còn mấy tuổi à? Thế đại khái là vậy. Thì đâu có biết con mẹ gì lịch sử Việt Nam đâu, nó không biết về lịch sử Việt Nam không thế nào. Đúng rồi bố. Tôi ra vì cái đó ra buồn cười lắm, mà hầu như tụi này nó lớn rồi, nhưng mà cái đầu óc nó khiển cận và nó ngu muội đến mức độ hầu như không thể tưởng. Ở đây mình nói là mình không có thể cải, mình nói mình cải tạo nó thì mình nói là mình vô năng rồi, có nghĩa là những cái đầu đó là không bao giờ mãi được. Sao? Bố. Bố có cho là thế này không? Tức là những thành phần đó bố theo bố biết á là cũng lớn tuổi đúng không ạ? Và sống ở các nước lớn gọi rồi, là văn minh đi, mình tạm gọi là như vậy rồi. Đi. Mà họ không thèm hiểu biết về lịch sử, cứ nói một cách là gọi là vô cớ. Nhưng mà bố có cho rằng là những thành phần đó là tức là họ cố tình họ nói như vậy để họ lượm tiền lại từ tổ chức nào đó hay không? Có nghĩa là những thành phần tay sai đúng tay sai ở đúng rồi, có nghĩa là họ làm có mục đích, họ làm có mục đích chứ không làm gì, nhưng mà ta thấy giờ những cái người này tốt thì giống như con nít vậy, nhưng mà chuyên bông lên tố chuyện tố lẫn nhau vì tiền bạc, nó thẳng là vậy. Thì đứa này tao gửi tiền cho mày, mày sao mày chửi tao này kia, tôi là bơi những cái mà cá nhân ra rồi được chửi lộn lẫn nha. Có một người nào bên Thái Lan nữa à, tất tần tật, có nghĩa là bố nó muốn nói điều này, tất cả những cái hiềm thù hiềm khích cá nhân, có nghĩa là họ ghét vì vấn đề cá nhân, mẹ chẳng yêu nước yêu nó mẹ gì cả. Nó là đưa hồi xưa bố từng nói rồi, hay làm một cái gì toán, thí dụ như là có những cái chuyện mà đất ưa là mặt phẳng, đất đai nhà cửa buôn bán vỉa hè chung một tất tật, thì tự nhiên họ phạm luật, nhưng mà lại họ lại quy chụp vào tất cả. Tao nói mà rồi, cái gì nó cũng quy chụp cả. Cho nên vì đó đa số những người lên tiếng nói, mà cái nó nói là cái gì đó đại khái gì à? Nó nói là Việt Nam mình hiện giờ đang quằn quại vì chế độ cộng sản gì đang phải dễ làm cái ghê ghê đồ quá tức cười quá, ta thấy được tức cười quá, nó rạn ra làm đủ trò hay là nó bóp méo rồi. Rồi hiện giờ Việt Nam, tất cả những người dân con dân ở Việt Nam mình hiện giờ đang gồng mình để gánh chịu về vấn đề gì chế độ độc tài độc đáng cộng sản gì đó, trong đó có một ông nội khùng, ông thằng đầu bùi á, đủ mấy cũng lên đó. Anh vừa anh nó nghĩ đậu tùm lum la cháu, ta buồn cười quá, ta đủ mày, cái bản thân nó chưa xong rồi đủ bài đặt đủ quá, mình không biết nói sao á. Bây giờ mình khi mình giơ tay mình đầu hàng, đồ không có, mình giơ tay mình đầu hàng, mình nói thôi đồ má khỏi gì về, bây giờ giải phóng đất nước tao chắc chết quá đồ quá. Rồi tôi cười, nó bẩn hiểu, nó buồn cười, lý luận rồi chính trị đẳng cấp với con mẹ. Bởi tao mới đặt lên nguyên một cái bộ sậu đó, toàn là tiến sĩ không gian sao quả không à, đồ má nó ở trên sao quả không à, chứ nó không ở dưới đất ra, nó tưởng tượng nhiều cái gì. Có điều này con hỏi bố nè, có điều này con hỏi nè, bố nghĩ thế nào? Bố nghĩ thế nào khi có một cái quan chức ở một cái nước thứ ba, đang chuẩn bị qua Việt Nam để nói về dân chủ nhân quyền ở Ukraine? Ta nói mày rồi, thì có cái bà như là bà Nguyễn Thị Định, không phải Nguyễn Thị Bình gì đó, phó chủ tịch nước, nói câu chắc sắc lẹm mà bây giờ ta nói tao nổi da gà. Các nước phương Tây mà nói về vấn đề dân chủ Việt Nam chưa đủ tuổi,
nó chưa có đủ tuổi. Bây giờ mình không biết nói là sao, bởi vì cái đó là nguyên tắc ngoại giao của cấp nhà nước giữa nước này và nước kia, nên ra mình không có lạm bàn. Nhưng mà nói về dân chủ thì tất cả mọi cái phim trước phim những cái mà nó có những cái tàn tệ hơn nữa. Trước tôi gửi cho mày những cái mà nó quýnh nhỏ trong nhà giam của đồn cảnh sát đó, nó quýnh tre tôi đó. Có nghĩa là ở đất nước của họ cái sự tự do dân quyền, mà nói cho kỳ cho nó, nói cho nó dài dòng, Việt Nam mình ở trong Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc có ghế thường, một cái ghế của anh Ủy ban Nhân quyền Thế giới, Ủy quyền thường trực, mà có cái ghế. Trong khi đó anh chàng Mỹ này là không có một ghế nào nhân quyền ở trong Liên Hiệp Quốc cả. Đồ mạnh bộ, mày nghĩ gì sao vậy? Nhưng mà thôi kệ, chuyện của nước, những cái này là những cái một cái bước đi, hoặc là những nước lớn họ nói chuyện ngoại giao với nhau thì mình không bàn cãi. Nhưng mà nếu mình buồn cười ở cái chỗ là một đất nước hầu như là sự tự do, ta nói vậy rồi, cái chữ tự do ở nước Mỹ này nó chỉ có cái từ tự do, chứ còn gọi là thực sự kêu là không tự do. Đây nè, tôi nói cho mày nghe, không có tự do con mẹ kia. Đây nè, đơn giản thôi, đây là cá nhân của tao nè, tôi nói thật cho mày biết. Bố sắp sửa về Việt Nam, tất cả mọi người ở đây đều biết, đúng không? Yeah. Nhưng ở đây nó có một cái luận kìa, nếu mà mày đem về trên 7.000 đô tiền mặt, mày bóc theo là nó là coi như phạm pháp, hoặc là khá là tịch thu, ví dụ vậy. Mày có quyền đem dưới 7.000, không được quyền lên trên 7.000. Nói đủ, cái luật đó là, thấy mày thấy rồi nè, đó là tiền của tao, chứ không có tiền của mày. Mà bài cấm vậy đó, nói chỉ tiền thôi, đừng nói chuyện gì khác. À, đó là chuyện đó. Còn biết bao nhiêu cái điều mà bị trói buộc. Ở đây nó là nó mình phải nói mình không đủ thừa, tại vì nước nó giàu có, cuộc sống nó khá và cái điều đó mình không chối bỏ. Mình thực sự tất cả mọi người qua đây đều vì để kinh tế, vì để nhu cầu hạnh phúc cá nhân, thì cái chuyện đó mình không bàn cãi. Nhưng cái điều đó, sau cái điều đó nó có biết bao nhiêu điều để mà nó gò. Không, tao hỏi rồi, mày nó cho có 7.000 ở Việt Trai à? Tao hỏi kỹ rồi, tao tính đem về 10.000, bà nó cho 10.000, bà nó còn bữa nay còn có 7.000. Nhưng mà ví dụ bố về ở Việt Nam đi, bố về Việt Nam đi thì bố rút tiền được, nhưng mà đem của ngân hàng bên Mỹ được không? Đi qua được, được. Nhưng mà với điều kiện nó mình thấy nó sẽ tính phí cao. Thí dụ như 100 đồng từ mà rút tiền của mình mà tại đất nước Việt Nam thì nó có sánh thuế, nó rút cái thuế là tiền khác quốc gia đó, ngân hàng nó chuyển qua thì nó sẽ ăn phí rất là cao, nên ra nhiều khi uổng, mình không cần biết nữa. Nhưng mà vì điều đó bố thì bố thấy có hai mặt không? Có hai mặt không? Ví dụ như họ có thể họ bảo là ok để bảo vệ sự an toàn cho công dân thì đủ thứ mà được, đúng không? Khi họ muốn là họ lập luận rất ư là nhiều cái mà mình cảm thấy là nó đôi lúc nó vô lý và đôi lúc vô lý, bởi vì đó là cái luật lệ của kẻ mạnh. Có nghĩa là mình lệ thuộc, chẳng hạn mình đi mua xe cái giá trị của cái xe 20.000, thí dụ vậy đi, nhưng mà mày cầm 10.000 tiền mặt mày chồng như nó mày lấy xe ra là có chuyện quý kỳ à. Đầu má nó hỏi tiền này đâu có, mày phải khai cái số tiền mày ra mày có. Nếu mà mày không khai ra thì má là tụi CIA nó sẽ điều tra mày, cái tiền nó sẽ nói mày là rửa tiền hoặc là buôn bán ba túy hay cái gì là những cái ngộ đồng tiền đòi hộp bên coi đó. Như là công khai tài chính đúng không? Đúng rồi, có nghĩa là mày phải công khai tiền đó phải là tiền sạch hay là tiền bẩn hay tiền gì đó, lý do tại sao mày có tiền mặt, nó hỏi đủ thứ được rồi. Đó là tiền của mình đó nha, nó đặt ra những luật lệ là bởi vì nó là luật pháp, còn mình là người dân, nó thẳng như vậy. Thì mình nói đi nói lại thì vậy, cái điều đó cũng không tốt mà không xấu, mình không bàn cãi, nhưng mà mình phải chấp nhận, tại vì mình ở trong cái đất nước đó là mình phải chấp nhận cái luật lệ của họ, thế chính thôi. Chính sách của họ thì mình không bàn cãi, nhưng nói như vậy để mình hiểu rằng ở đây cái gì nó cũng vào khuôn khổ, cái gì thì cũng có luật pháp, và cái gì anh phạm pháp là nó chặt. Thành ra đối với cái đó, nó chỉ tự do là hầu như là ở nước Mỹ này có tự do nhưng mà trong khuôn khổ, thì đất nước Việt Nam mình cũng vậy thôi, anh không thể nào làm quá được pháp luật, anh không phải bước dẫm đạp pháp luật đi được, thì ai có tội thì từng trị, ai có... rõ ràng chuyện đương nhiên thôi. Nhưng mà nếu mà con nghĩ đúng đó bố, con nghĩ gì nè, con nghĩ là nước Mỹ họ có tự do là đúng á, tức là tự do gì, tự do được xâm phạm mà quyền lợi cá nhân của một quốc gia khác, tự do đi mang bom thả vào nước khác, tự do được can thiệp vào chuyện nội bộ của nước khác, còn nước khác can thiệp vào nước họ thì không được.
tao nói cho mày nghe nó cái đó cái đó có đó là một cái sự bất công mà hầu như ai cũng biết điều đó. Bây giờ bố vui vi von một chút xíu nè, trong cái xóm thôi, trong cái xóm nhỏ thôi, khoảng chừng 20-30 hộ thôi để hái này. Nhưng mà thường thường là những cái hộ kia thì họ bình bình, họ không trung dạng có như trung lưu ra bình thường. Nhưng mà trong đó có một cái nhà thuộc dạng đại gia, hoặc là ông hoặc là bà hay là cô chú gì không cần biết gì đó, thì những cái lời nói những cái người trong cái buổi họp trong tổ dân phố thôi, thì cái người những cái người kia bàn qua bàn lại từng được thì cũng lại, nhưng mà thực chất không phải ai cũng như ai. Cái ông mà giàu đại gia đó, cái lời tiếng nói của ông nặng ký hơn. Mà xác nhận gì đúng không? Thì tôi muốn nói cái điều này, cái thằng có tiền lúc nào nó cũng nặng ký hơn, là bởi vì thường thường nó nói ra nó làm được là bởi vì nó có tiền. Đơn giản thôi, chứ không có mẹ chân đợi, nó đơn giản nó không có gì chân đợi. Thì khi anh có tiền thì anh có quyền đó, là vậy. Thì vì chỗ đó ra nó có buồn cười chỗ là đối với anh, đối với ảnh thì được, ảnh đi qua đất nước người ta anh làm đủ rõ chân đợi thì được, nhưng mà người khác họ tự vệ một cách chính đáng thì nó lại khi nó dòm tới dòm lui mở gọi người ta từ từ gọi là gọi tôi gọi là người ta sang đầm quốc tế là vậy đó, sang đầm đó vậy đó. Nó cũng đơn giản, nó cũng dễ hiểu thôi. Nhưng mà khi á, ở đây có một sự lợi dụng lẫn cao. Khi mình ở bên đất nước của họ mà đất nước giàu có, thì mình rõ ràng đây trên nguyên tắc nha, là mình đang lợi dụng họ để mình được mưu cầu bản thân mình sung sướng, rõ ràng thế thôi. Thì mình phải câm mặn câm miệng rồi thôi, chuyện đơn giản mà có gì đâu. Thì mình chỉ nói một cái điều là khi họ qua đây có những người mà may mắn thì họ được có nhà có cửa rồi, có những người không may mắn thì không có vợ không có con, homeless đủ trò cuộc đời mà đâu có ai biết được chuyện gì xảy ra đâu. Nhưng mà ở đây mình chỉ buồn cười ở những cái chỗ là đã tha phương cầu thực đó, như bố là tha phương cầu thực nè, thì mình không biết thân không biết phận mà lại chỉ trỏ về đất mẹ đất quê hương mình, mà chẳng biết con mẹ gì lịch sử, chẳng biết khỉ móc gì trên trời, không biết lý luận, toàn là cạo móng rồi thất nghiệp rồi vợ bỏ, nói chung là hầm mà làm sân khấu, toàn là một thứ đáp ô hẹp là tận cùng của xã hội, mà ngồi bàn thế mà ngồi bàn chuyện thế sự, toàn bàn chuyện trên mây, bàn chuyện trên mây không à, nó y chang như cái thằng khốn cỏ kia rồi mới gì coi cho coi đó. Mình không muốn buồn là mình phải vui, mình không vật nói chung là nó vậy đó, nói chung là nó ngáo, mày hiểu không đó, mình cứ cười cho nó thôi, nó là vậy đó. Hầu như là họ không hiểu bất cứ một cái chuyện gì từ vấn đề chính trị, tiền tệ, kinh tế, cà toàn là dân ở dân mà gì đâu không, mà tao không hiểu luôn, tao biết nghe tao điên luôn mà. Ok thì bố nói thôi, cho đến nào lên đi rồi hồi nữa bố chuẩn bị bố đi làm. Ok dạ yeah. Ok bố cảm ơn.